Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan tình hình sức khỏe bệnh nhân NHD, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não. Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện D vẫn hôn mê, thở máy và điều trị hồi sức tích cực. Về khả năng phục hồi trong tương lai, đại diện bệnh viện cho rằng rất khó dự đoán bởi phản xạ khí quản của bệnh nhân không còn, khó có dấu hiệu tỉnh lại. Trước đó, ngày 27 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhân NHD, 14 tuổi trong tình trạng nguy kịch. Ngày 31 tháng 3, bệnh nhân đã có phản xạ khi được tác động, chuyển biến tích cực, song khó tiên lượng xa. Đây là nạn nhân trong vụ nam sinh lớp 8 ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội bị đánh dẫn đến tình trạng nguy kịch chiều ngày 17 tháng 3. Nam sinh ra sân đình Lệ Mật chơi bóng rổ. Tại đây em mâu thuẫn, đánh nhau với một bạn chơi 12 tuổi. Bạn bị đánh chạy về nhà gọi anh trai 16 tuổi đến sân đình hành hung nam sinh lớp 8. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang, sau đó chuyển tới Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội với chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, phải thở oxy và tính mạng nguy kịch. Sau đó gia đình đưa em về Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ để tiếp tục điều trị. Liên quan đến vụ việc, ngày 27 tháng 3, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với TVM, sinh năm 2008 ở quận Long Biên, Hà Nội, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo công an, viện kiểm sát để lừa đảo. Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, song nhiều người dân vẫn bị sập bẫy. Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận đơn tố giác của bà T, sinh năm 1947, trú tại quận này, về việc bị chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, bà T nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an quận Hoàn Kiếm, nói bà đang nợ ngân hàng 63 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản của hắn để xác minh. Do lo sợ nạn nhân chuyển 6 lần với tổng số tiền gần 18 tỷ cho kẻ lạ mặt. Trường hợp của bà T không phải hiếm bởi trước đó, hàng trăm người dân ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng có đơn trình báo với nội dung tương tự. Điển hình là vào ngày 5 tháng 4, người phụ nữ tên P, sinh năm 1956 ở quận Hà Đông, Hà Nội, nhận được cuộc gọi điện thoại của ai đó tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng này nói rằng căn cước công dân của bà P có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền. Nếu bà không chứng minh được mình vô can sẽ bị bắt. Chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi và cũng chẳng tìm hiểu sự tình, bà P vội vàng chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng vào tài khoản mà kẻ gian cung cấp. Giữa tháng 1 năm 2024 vừa qua, bà N, sinh năm 1960, quận Tây Hồ, Hà Nội, cũng nhận được điện thoại của một đối tượng nam giới, tự nhận là cán bộ công an. Đại diện công an Tây Hồ cho hay, đối tượng đe dọa bà N có liên quan đến vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy. Để phục vụ điều tra, đối tượng yêu cầu bà kê khai tài sản để chứng minh bản thân không liên quan. Bị kẻ lạ mặt gọi điện thoại đe dọa, bà N lo sợ nên đã chuyển số tiền 4,5 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng. Đến khi biết mình bị lừa, nạn nhân trình báo cơ quan công an. Sau hàng trăm vụ lừa đảo, với các thủ đoạn rất tinh vi, Bộ Công an đã tích cực vào cuộc, truy vết những kẻ gây án để đưa ra ánh sáng. Đầu tháng 2, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và nhiều đơn vị hốt chọn ổ nhóm gồm 32 đối tượng người Việt Nam làm việc tại Campuchia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên cả nước với số tiền hơn 200 tỷ đồng. Theo điều tra, Tăng Quảng Vinh, sinh năm 1989, trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những đối tượng chủ mưu. Vinh cấu kết với các đối tượng người Nghệ An và Đài Loan, Trung Quốc tổ chức đường dây hoạt động phạm tội trong các công ty đặt trụ sở ở nước ngoài. Các đối tượng tổ chức đường dây lừa đảo thành 3 tuyến, gồm D1, D2, D3. Trong đó, D1 là nhóm giả danh để gọi điện thoại, đe dọa bị hại có liên quan đến tổ chức tội phạm rửa tiền ma túy nào đó. Tiếp đó, D1 chuyển cuộc gọi sang cho D2, gồm những đối tượng xưng là cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát, thông báo cho bị hại về việc giấy tờ tùy thân của nạn nhân đang bị tội phạm lợi dụng, phù hợp với nội dung cuộc gọi của D1. Sau đó, các đối tượng yêu cầu bị hại phối hợp điều tra, dọa bắt giam hay phong tỏa tài khoản. Khi các bị hại sợ hãi, đối tượng yêu cầu họ cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, kê khai sổ tiết kiệm, tiền mặt, vàng, ngoại tệ, xe cộ để xác minh. Nếu bị hại cung cấp, D2 sẽ chuyển cho D3, là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Từ đó, D3 yêu cầu bị hại đọc thông tin tài khoản và mã OTP cho chúng chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của bị hại và rút tiền. Mới đây nhất, hôm 9 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử các bị cáo Lê Văn Trình, sinh năm 1975, Nguyễn Đình Quang, sinh năm 1994, Đào Viết Điệp, sinh năm 1990, cùng quê Thái Bình về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Năm 2020, Trình và đồng bọn thất nghiệp rủ nhau giả danh cán bộ công an, gọi điện thoại cho nhiều người, chủ yếu ở độ tuổi từ trung niên trở lên, tại Hà Nội để lừa đảo. Các đối tượng đã tìm kiếm các số điện thoại của nhiều người và giả danh công an, thông báo tiền tiết kiệm của nạn nhân có liên quan đến vụ án rửa tiền, yêu cầu bị hại rút toàn bộ tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản chỉ định để chứng minh sự trong sạch. Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020, nhóm của Trình gây ra 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 700 triệu đồng của 3 cụ bà hơn 75 tuổi tại Hà Nội. Để nhận tiền mà không lộ dấu vết, các đối tượng tìm mua chứng minh nhân dân, bóc ảnh chân dung thay bằng ảnh khác rồi đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Trao đổi với phóng viên, đại diện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, thời gian qua hoạt động của loại tội phạm lừa đảo qua không gian mạng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về kinh tế, khiến dư luận bức xúc. Khi gây án, các đối tượng tổ chức phân công vai trò cụ thể, có kế hoạch lừa đảo và dựng kịch bản chi tiết trong từng giai đoạn phạm tội. Các đối tượng cầm đầu thường là người nước ngoài, gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra. Theo thống kê của Bộ Công an, các bị hại của các vụ lừa tiền đa phần là phụ nữ và người trên 60 tuổi, cũng có nạn nhân là cán bộ công chức. Do bảo mật thông tin cá nhân kém, lo sợ bị mất uy tín nên dính bẫy của kẻ lừa đảo qua điện thoại hoặc qua mạng xã hội. Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học tư vấn, người dân nên thường xuyên theo dõi, cập nhật những thông báo phòng ngừa của cơ quan chức năng về các thủ đoạn lừa đảo đang diễn ra. Theo ông Hiếu, khi nhận được cuộc gọi của người lạ mà hỏi về thông tin cá nhân hay ngân hàng, hoặc nhận được tin nhắn nghi vấn, mọi người tuyệt đối không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu hay mã OTP hoặc truy cập vào đường link lạ. Ông Hiếu khẳng định, cán bộ công an, tòa án khi xác minh điều tra đều làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo, triệu tập gửi đến chính quyền địa phương, địa chỉ của tổ chức, cá nhân. Vì thế, các cuộc gọi đều là giả mạo. Đại diện Bộ Công an cho biết, về nguyên tắc, công an tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội. Trong trường hợp nhận được cuộc điện thoại có dấu hiệu lừa đảo, người dân không nên tỏ ra lo sợ, cần nhanh chóng liên hệ với người thân hoặc thông báo cho công an địa phương để được hỗ trợ kịp thời. Ngày 17 tháng 5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Đức ông Miroslav Wachowski đã đồng chủ trì cuộc họp thường niên vòng 11, nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, chính sách đối ngoại và tôn giáo của Việt Nam, nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, khẳng định pháp luật về tôn giáo của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có công giáo hoạt động và phát triển theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong các hoạt động thiện nguyện, giáo dục, y tế, dạy nghề, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước. Bên cạnh đó, bà Lê Thị Thu Hằng bày tỏ mong muốn cộng đồng Công giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện đường hướng hoạt động theo các huấn từ, sứ điệp của Giáo hoàng về sống phúc âm giữa lòng dân tộc, giáo dân tốt là công dân tốt, bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam để tổ chức cuộc họp nhóm công tác hỗn hợp. Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Miroslav Wachowski chúc mừng những thành tựu về kinh tế xã hội, đối ngoại của Việt Nam trong thời gian gần đây. Vui mừng chứng kiến sự phát triển của cộng đồng công giáo với đời sống đức tín mạnh mẽ, nhấn mạnh Giáo hoàng Francis mong muốn cộng đồng công giáo Việt Nam thực hiện đường hướng giáo dân tốt là công dân tốt và khuyến khích cộng đồng công giáo đóng góp vào đời sống quốc gia. Thứ trưởng Ngoại giao Miroslav Wachowski khẳng định Giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam và mong muốn sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới. Đánh giá cao quan hệ Việt Nam Tòa Thánh thời gian qua đã đạt được nhiều tiến triển nổi bật kể từ cuộc họp vòng 10 nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Vatican tháng 3 năm 2023. Trong không khí thân thiện, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, duy trì cơ chế hợp tác, đối thoại, nhất là tiếp tục phát huy vai trò quan trọng nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Vatican. Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Miroslav Wachowski bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của chính phủ, chính quyền các cấp và địa phương của Việt Nam đã tạo điều kiện cho các hoạt động của đại diện thường trú Tòa Thánh tại Việt Nam. Tòa Thánh Vatican là tổ chức cao nhất của Giáo hội Công giáo La Mã toàn cầu, là chủ thể của luật pháp quốc tế, có địa vị như một quốc gia, có quyền gửi đại diện và tiếp nhận đại diện ngoại giao các nước. Từ năm 1990, Tòa Thánh Vatican hàng năm cử đoàn Thứ trưởng Ngoại giao thăm Việt Nam, trao đổi các vấn đề mục vụ của giáo hội. Cuối năm ngoái, Giáo hoàng Francis bổ nhiệm Tổng giám mục Marek Zalewski làm đại diện thường trú đầu tiên của Tòa Thánh tại Việt Nam. Hồi tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican Paul Richard Gallagher đã thăm Việt Nam.